mỹ phẩm nam Richman, chuyên các dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể toàn diện cho nam giới, đồng hành cùng Highlight Chim Sẻ Nhắng. Đang hòa một đều này, chào anh Nguyễn Hoàng nhá. Hello tất cả em đang xem. Ok anh em ơi, cả nhà mình ơi. Ấy chị nó không lấy hả, năm củ nhé. Ôi giời, năm không kiểu gì được. Phải lắm. Chưa giòn đâu. Làm vòng đi giò. Một bầy hiêu đã có đến từ cái thủ chim sẻ như BG đang khai thác mỏ quả đây rồi. Một mỏ quả đâu, một con voi. Với bài đấu này không thấy hiêu voi sớm, nhưng mà thực ra đây là một trận đấu mà gỗ đậu không phải là quá xa. Em ta có thể đóng BG trước cũng chẳng hiểu gì nhiều. Đây là trận thi đấu thứ 3 trong kèo cung đường xem, khi mà chúng ta đang có một tỷ số, đó chính là một đều rồi anh em ạ. Hy vọng ở đây sẽ là đôi voi. Chúng ta có bài đôi voi hiêu đầu thì mỏ quả nữa. Rừng dừa thì bài nhiều nhiều voi tí thì có thể dâng ngang như trận đấu đầu tiên ấy. Và đối đầu với Xe Long cảm giác nó vẫn kiểu khó thở đúng không anh em? Qua đánh Sơn Luyến thì kiểu gây dây múa múa tí vẫn thắng, nhưng mà đánh Xe Long càng đét đẹp, gồng mình lên đánh mà vẫn không thắng được. Chàng trai xứ Nghệ nha chào anh em. Xong kèo còn một kèo AC nữa anh Bách ơi. Hôm nay chúng ta đánh hai nội dung, cả AC và cả Seng anh nhá. Cả hai nội dung đều đánh chạm năm luôn. Đấy, anh em có thể tiện theo dõi trong buổi tối ngày hôm nay. Kèo Seng, kèo AC nữa luôn. Đánh cung đờ luôn. Đầu đầu rất to được đưa về 7 con. Dành cho anh chim sẻ một con voi. Và đang có dân đi dò mặt 6 giờ, chúng ta có thêm một cánh rừng thông nữa thì phải. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm mỏ quả phụ và những con voi tiếp theo để có thể ép đời và đối đầu với cái thủ Xe Long ở trong trận thi đấu này. Trận thi đấu thứ 3 trong buổi tối ngày hôm nay. Đang rất là cần, nếu có một tỷ số 1 đều sau hai trận đấu đầu tiên dành cho cả hai game thủ. Em sinh năm 94 anh ơi. Nhớ anh em kiểu nhớ hay sao, hôm nào thấy anh em hỏi tuổi. Anh em hỏi tuổi để làm gì nhỉ? Tránh Đức Căng Ta nhá. Ông điệp viên là ok rồi à? Nhầm. Cái cụ cứ dọa điệp viên thôi. Đây sẽ là bắt đầu tại cái rừng thông đến từ chim sẻ nhắng. Vẫn chưa thấy quả phụ đâu. Bây giờ 7 con đưa về, còn một voi thì cứ từ từ đã. Bây giờ cho dân xuống khai thác gỗ. Và đây cùng xem là những đồ ăn tiếp theo nó sẽ nằm ở đâu. Một dân dò mặt 3 giờ đây rồi. Có thêm một dân nữa dò 6 giờ hay không? Tao sẽ thắng hai kèo anh xem cái nào à? Ok anh Vũ ơi. Anh yên tâm, anh về nước chưa? Đi nước ngoài lâu thế. Anh định cư bên đấy luôn nhỉ? Hẹn gặp anh em về nước anh. Em anh Gandhi đang chờ tiếp anh đây. Anh đi nước ngoài lâu thế. Rồi bầy hiêu đưa về đây rồi. Bài có voi dành cho anh thủ chim sẻ. Và đồ ăn vẫn đang hơi lục. Gặp sư tử rồi. Còn rồi, mạnh quá. Đưa con voi về đã. Với voi hiêu này thì đời 2 em ta vẫn ép đời ok anh em nhá. Đời 2 vẫn ép ok. Câu chuyện là câu chuyện đời 3. Chào anh Lê Đức Thọ nhá, chào anh em. Tên quen nhá. Đây, có tên Lê Đức Thọ này. À quả phụ đây rồi. Quả phụ hơi xấu nhưng mà thôi, có méo mó hơn không. Trước mắt chúng ta phải nhúc cái đã. Tránh Thanh Hoàng ạ. Vâng, và đến với trận đấu này, trận thi đấu thứ 3 trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về nhà đi chợ King Blue. King Blue, chất lượng luôn là số 1. King Blue là thương hiệu Việt Nam, chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao với đa dạng các nhóm sản phẩm như vật tư khoan, cắt, cưa, mài, công cụ làm vườn, đồ nghề sửa chữa, thiết bị đo đạc, máy rửa xe và máy cầm tay các loại. Sứ mệnh mang đến sản phẩm chất lượng cao với mức giá phù hợp với người Việt. Quý khách muốn làm đại lý phân phối thì có thể liên hệ qua điện thoại hotline 0707 616 626. Và hiện tại thì King Blue đang có chương trình khuyến mãi 6% dành cho anh em, tặng ly giữ nhiệt trị giá 250k đến 300k và tặng thức cuộn 2m nữa. Anh em có thể liên hệ qua điện thoại hotline hoặc truy cập vào website kingblue.vn để có thể sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ King Blue chúng tôi. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nhắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giữa trưa thứ ba anh mới về, bảo sẽ thắng để anh còn tinh tinh cho chú nhé. Ok anh Giai ơi, tất nhiên rồi. Đây là con voi thứ hai được đưa về. Ok anh Vũ ơi, hôm nào về anh em mình làm tí thịt dê, đầu năm giờ mới chưa ăn con dê nào đây. Hôm nọ hẹn ông Biền đi ăn thịt dê mà ông ấy trốn đây đẩy rồi. Đây sẽ là chiếc nhà BB dành cho anh thủ chim sẻ. Bài này thì cái hướng nhà BA đóng ở đây. Nếu mà đóng A ở đây mà đội bạn 12 giờ thì vỡ. Còn đóng A trên kia đội bạn ở 9 giờ thì cũng vỡ. Giữa tháng 3 chết tôi, ngủ đi sâu thế. Đây là BA, đây là BM, đây là chủ chim sẻ. À ok bạn Trương Tiến ơi, chúc bạn buổi tối vui vẻ nhá. Ok bạn là bạn này, bạn vào chửi tôi này, bạn nhầm rồi. Rồi như vậy là bài kích 10-10, 26 dân cộng 1, cơ cấu ra ruộng và thêm tình huống nâng cấp chặt gỗ nữa. Ừ,
thứ 6 anh qua cho cưỡi dê nha Hải ạ. Ok anh Phạm của anh ơi. Nhưng mà thứ 6 này vào giải rồi anh ơi. 6 vào giải em làm giải em sao đi được. Anh quá muộn thế. Ừ anh Ngọc Anh đang bảo thứ 6 qua mà. À, mình qua bên Ngọc Anh á. Thế thì em qua thôi chứ anh có được qua đâu. Bỏ bế nhà cửa mình. Thứ 6 làm giải rồi anh ơi. Tránh Quyết Trọng nha, tránh Lê Trọng Tâm ạ. Đấy trẻ bảo thứ 6 bảo qua bên chỗ anh Ngọc Anh. Đen, mình không được đi. Rồi cho Hải Mario đi ăn dê đẹp. Bỏ bế nhà cửa mình. Vâng, bây giờ với cái thế đóng A như thế này mà đội bạn lao vào từ mặt 12 giờ thì cũng sẽ rất là mệt mỏi đấy anh em ạ. Trái Minh Tiệp nhá, nâng cấp bánh xe nào. Thằng A, 4 nhà BA. Ok, chào bạn Vũ Thanh Tùng Bi nhá. Và đây vẫn sẽ là bài 5 ma. Đấy, nhớ đủ chia sẻ thôi, lên đời cân theo nhau tới cả hai game thủ. Câu chuyện bây giờ sẽ là Sen Long nằm ở đâu và đi quân như thế nào. Đó mới là vấn đề. Ok, chào anh em 26 Sơn La nhá. Anh em cho Sim Lai một xe nào anh em. Nín thở chờ bóp cò 4A. Chứ không phải là bài 5 ma. Bài này sẽ là bài 4A gỗ 2. Đấy được cái thủ chim sẻ. Hải chỉ ăn lươn thôi. Em thực sự em rất là ngại ăn lươn. Chứ chạch thì em ăn thôi. Chứ còn lươn thì em hơi ngại. Chạch thì có món chạch chiên lá lốt đấy thì hay ăn thôi. Chứ còn lươn thì không thích. Không thích lắm. Không phải là khoái khẩu. Chào anh Ebisu mạnh nhá. Đây 4A, gỗ 2 rồi. Bỏ bế mặt này với một cái rừng nữa. BBBMBE. Và tơm đầu tiên, một con để đi tìm nhà đối phương. Sóng dần phát triển, lần này không đi công. Lần này đứng thủ nhà. Một cung R đi dò nhà đối phương. Dành cho game thủ chim sẻ nắng. Quan trọng là, đây rồi, sẽ nóng đến đúng mặt yếu dãy BE. Và đội bạn thì đi vòng sát mép 3 giờ để bắn chúng ta mới đau đầu này. Nhà sẽ nóng trong 11 giờ rồi. Tham Lai là 43 trên 52 dành cho anh chim sẻ trong trận đấu này. Đang đưa quân vòng về mặt 3 giờ để có thể đón tơ đầu của Sen Long. Chưa thấy lao vào. Đang dò về mặt 3 giờ này để tìm những tình huống bo bế cũng như là những tình huống kê nhà. Đây là cung R chim sẻ đấy đi công. Thì bị game thủ Sen Long đánh chặn và mất luôn cung R đấy rồi. 3 giờ này con vực dài thế. Ừ được này. Thế bo nửa bản đồ luôn đấy. Đưa quân ra mặt này luôn trong bo nốt 2-3 ghe lại. 1-2-3 xong. Ok đấy, né đấy. Giờ mà Sen Long lại cắm 4 cung R từ trong 3 giờ chui ra thì em mới gọi anh là Mã Văn Xỉu thôi. Giờ tiếp theo, vẫn là 4A chưa được tăng được nhà BA thứ 5. Đây là nhà BM bên phía các bạn. Ây, rồi nhà tạm con. Ây, Sen Long đi vòng rồi. Vâng, bắn con đứng sau mới cay. Mất 2 cung R luôn, tới em đủ chim sẻ. Và phải trả đũa nhưng chưa trả đũa được. Đội bạn đang có một tên thủ nhà. Tham Lai được số là 53 trên 64 BA thứ 5 đến từ game thủ chim sẻ tấn tiếp theo nở ra rồi. Đang ốp nhà BA bên phía bạn. Con cung R này có ít máu bắn luôn. Vậy thế nào? Phá vậy không thành công dành cho game thủ chim sẻ và bắt đầu bị lọt bên trong lùi ruộng. Phá lùi ruộng rất nhanh từ game thủ chim sẻ nắng. Sen Long cũng nở thêm tơn mới. Góc 3 giờ sẽ bị chơi vào với mỏ gỗ và khoanh ruộng ra cũng sẽ bị tách lại. Đang cố gắng để có thể ăn cung R nhà BA bên phía bạn nhưng không được nữa rồi. Tách một cung R bên trong rồi. Tham Lai là 59 trên 68 dành cho game thủ chim sẻ trận đấu này. Sen Long đang muốn đục ruộng với game thủ chim sẻ. Trong khi góc 3 giờ có một mỏ quả nhưng đối phương bắt đầu lao vào ruộng đây rồi. Góc này đang không có thế dàn quân tới từ game thủ chim sẻ nắng. Khá căng ở động cơ này. Có bác dân ra đảo luôn hay là làm gì không? Một cung R vào giữa ruộng game thủ Sen Long và đang đấu quân ở nhà. Trong nhà chim sẻ lại có một con dốc và Sen Long đang đứng trên đó. Bắt buộc là sẽ phải đưa dân ra để có thể đảo và đấu quân ở trong tình huống này rồi. Và chúng ta phải cần nhanh chóng để còn cơ cấu lại những quanh ruộng của mình một cách nét nét. Và một cung R nữa móc vào bên trong nhà đội bạn nhưng nó không thể ăn được dân. Nó chỉ khiến đối phương gọi là chậm cái việc gom quân đẩy đến nhà chúng ta thôi. Đây vẫn còn cây quả này. Còn dân ăn gỗ đây trong góc 3 giờ này. Còn con dân đóng e đây thì đóng nhanh rồi thì té đi thôi. Và Tham Lai được số là 60. Vẫn đang thủ nhà khá là dẻo đấy chứ. Kìa chạy e. Đây chạy con dân đi. Đúng rồi đảo. Vào đây anh trai ơi. Chờ anh nãy giờ năm con này thì chạy đi đâu. Cửa các bạn đục xong e rồi chuẩn bị đưa quân tiếp viện vào đấy. Tham Lai là 60 đến với thủ chim sẻ. Vào đây anh trai ơi. Chờ anh nãy giờ đỡ phải đi tìm. Ok. Bắn được khá nhiều quân về phía bạn. 5 nhà BA và đã có gỗ 2. Bây giờ chúng ta còn thiếu 20 vàng nữa để có được công nghệ đó chính là đầu máu. Tới từ những đơn vị cung R của những chim sẻ. Các bạn bắt đầu chuyển sang chế độ đó là đục E. Đấy, được đục dãy nhà BA này. BC luôn. Ui, đông thế. Nhìn đông nhờ. Có vẻ rất là hà đông đấy. Nhưng mà trong này có dốc rồi. Cửa sẽ long lao lên. Trận đấu vẫn đang rất căng anh em ơi.
Gần 15.000 anh em đang xem, anh em cho xin một like một xe đúng không ạ? Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi đang rất vinh dự khi được đồng hành cùng nhà chợ King Blue để có thể giới thiệu anh em các sản phẩm tới từ nhà chợ King Blue. Anh em nào muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ King Blue thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận. Và bây giờ thì xe lắm bắt đầu lao vào nhà cái thủ chim sẻ, nó một tầng quân rất to, chúng ta có hai cánh quân dàn ra để có thể đấu quân đội bạn. Thế dàn quân sẻ đang khá là đẹp ở trong trận đấu này nhưng mà phải bắn đi. Rồi cứ nhìn thôi. Hôm nay thì tuổi gì vậy em bắt luôn, không có tơ tiếp viện chưa được. Sẽ bắt đầu lao ra để chơi cung R của game thủ Xe Long với tham lai là 73 ở trong trận đấu này. Nâng đầu máu nào. Vâng, đầu máu được nâng cấp tới từ game thủ chim sẻ. Tăng BA nữa không? Gỗ nhiều quá, gần nghìn rồi. Vâng, chưa tăng A được, đang mất tay BA thứ 6, BA thứ 7. Ê, múa dẻo đấy. Em chào anh Kiên nhá. Rồi ăn hoang gì anh? Ruộng đây đây. Cung nhà chính ra trong dân cho nó đây. Tham lai 73 rồi, ok, thủ nhà thành công được công nghệ đầu máu mắc binh công nghệ đời 3 đây rồi. Đang nói dở câu chuyện về các sản phẩm tới từ nhà chợ King Blue. King Blue là một đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp vật tư kim khí và công cụ cầm tay chất lượng cao anh em nhá. Hiện tại đang có chương trình khuyến mãi cho anh em, đó là 6%, khuyến mãi 6%, tặng ly giữ nhiệt trị giá 250-300k và tặng cả thúc cuộn 2m cho anh em nữa. Anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận vào website kingblue.vn để có thể ủng hộ cho nhà đại chợ King Blue của chúng tôi. Rất mong là anh em ủng hộ cho nhà đại chợ King Blue. 7 nhà BA đấy, cái thủ chim sẻ rồi, gom đều quân nào. Đội quân bây giờ thì mình nghĩ là cũng ngang ngang nhau thôi. Và Xe Long nó không thể đục E vào nhà cái thủ chim sẻ được. Bắt đầu đục E sát mép bản đồ. Và có tân quân đứng mặt ngoài này, quá tỉnh đấy từ Xe Long, hay thế nhờ. Và đứng quân phải nói là cực kỳ là kinh nghiệm dành cho cái thủ Xe Long. Để tránh những tình huống mà sẽ đưa quân ra bên ngoài bắt quân thì Xe Long đã đứng quân ở trước cửa nhà chim sẻ luôn. Cùng nhà chính đàn thêm mỏ quả, thêm dân nở ra. Đây đến mỏ quả này. Cung R này thì không chạy đâu nữa rồi. Tóm gọn luôn. Mọc cái gì? Đi chỗ khác chơi. Mọc bây giờ chúng tôi phải e đến chết. Đố chạy được bốn con này luôn. Chạy được kìa. Hay thế. Rồi Xe Long đã bắt đầu lao vào nhà game thủ chim sẻ. Nhưng mà với 7 nhà BA này thì quân nó nở ra rất là nhanh em ạ. Làm cái BA thứ 8 không? Ăn được mỏ quả nữa rồi. Dân nóng nhà chính đứng chơi. Ok. Và tham lai 102, 56 dân đến từ game thủ chim sẻ. Chưa kịp nhìn dân Xe Long. Xe Long 59 dân, hơn chúng ta 3 dân. Rất ghê đấy, từ game thủ Xe Long gặp quân. Rút lui và đưa quân lên trên dốc đứng dành cho anh thủ chim sẻ nắng. Thế trận vẫn đang cực kỳ căng cò anh em ạ. Xe Long 59 dân rồi, phải sẽ sắp sửa về đen e để tháo quân vào 3 giờ. Khi mà đội bạn đang truy sát về e kìa, bị về e kìa. Tân kia bị về e. Rồi. Ôi, chạy vào góc này nó về e đến chết à. Sẽ đang ốp A Xe Long, kệ tân kia rồi. Bắt đầu đấu quân với đối phương và tách vào ruộng chính đội bạn. Không, đội bạn cũng không bắt tân quân này mà muốn lao vào nhà cái thủ chim sẻ. Ok. Tham lai là 116 dành cho bài đấu này và tràn A Xe Long. Đây rồi, win rồi đấy. Tỷ số sẽ là 2-1 đến cái thủ chim sẻ thôi. Đến thế trận như thế này là tập này là kiểu không cửa thua anh em ạ. Xe Long vỡ nhà rồi. Anh ấy lao vào nhà chúng ta chạy thôi. Trời, chưa nghe gì cả. Đến té. Chờ hai tơn nữa nở ra là vẫn thủ được nhà. Trên này có một quả được ăn tiếp. Xe Long vỡ nhà rồi các bạn ơi. Bung nhà chính tới cái thủ chim sẻ và đang ốp A của cái thủ Xe Long dần trên rất nhiều. Ui rồi ôi. Cứ gọi la liệt chạy thủ chính của ơi. Ok luôn. Và không ăn được dân chim sẻ thì Xe Long ăn được một vài dân thôi, không ăn được nhiều. Bây giờ ta ăn thêm đối voi nữa, 500 thịt trong người này, sóng quần tét tè lè. Cần phải triệt để hơn một chút như con cung lừa đội bạn đã. Đội bạn bay ruộng rồi, không còn gì nữa rồi. Đến đốt ai là tràn A, đốt ruộng cái kiểu thôi. Đây vào đây anh ơi, em chờ anh nãy giờ để cho dân ăn voi đi cụ. Rồi, vừa đúng lúc đóng xong nhà chính, tuy chưa. Nói là tôi đang căn chỉnh và nó rất chuẩn rồi đấy. 116 đấy, cái vụ chim sẻ mà Xe Long lý nhờ, anh cũng chụp quýt thôi các bạn ạ. Làm gì còn gì nữa đâu mà đánh. Tầm này chỉ có thể quýt thôi. Không cửa. Tam lai là 103 đấy. Ây ui. Đau quá các cú ơi. Nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi. Xoa nhanh quay ruộng nào. Ây ẩu ơi. Đồng đấy. Và một tấn quần cũng rất to. Cái vụ Xe Long đang lao vào nhà bây giờ. Cái vụ chim sẻ lan lại một quả này. Tầm này đỡ tôi xong tầm này là mình nghĩ là quýt thôi. Tầm tiếp theo nở ra ở nhà Xe Long thì vỡ rồi, như tổ đỉa luôn. Rồi chạy cắt tơn vào 9 giờ để bắt nốt tơn dần ăn hoàng. Xe Long là xong, tỷ số sẽ là 2-1 dành cho anh chủ chim sẻ nắng trong kèo xẹc. Đưa một nửa tơn quân về đỡ nhà, cắm một con vào 9 giờ. Xin mời. Xe Long không ăn được dân của sẻ anh em ạ. Còn Xe Long không ăn được dân sẻ mà ở nhà lại còn chết nhiều dân nữa. Đây là tơn cung tiếp theo, anh ấy đang dí vào trong nhà bây giờ anh chủ chim sẻ nắng. Không giờ chờ tơn kia về không. Ăn hoàng bỏ quả đây rồi. Và đang cố gắng đấu quân đen hết ruộng để có thể chạy quân tới anh chủ chim sẻ. Ta có thêm những khoanh ruộng mới. À, những mỏ gỗ này chốt e để không cho đội bạn chạy không. Chưa thấy dân ăn hoang Xe Long đâu. À đây, phí bảy hiệu nhìn còn chán chứ. Anh ơi, anh có thể phí bảy hiệu nét hơn một tí được không ạ?
yêu vội thế? Ai đã làm gì anh đâu? Em chỉ bắn nhẹ vào đây, xoa nhẹ vào đây thôi. Nhìn gỗ rồi. Rồi, 7 e góc 6 giờ cũng đang chạy cũng ơi. Sài Long về nhà vẽ lại ruộng kìa. 7 e 6 giờ không? Không có 7 e tới thủ chim sẻ. Sài Long đang cố gắng để bắt quân của chim sẻ đang ở trong nhà của mình để cố hồi lại coi ruộng. À, góc 6 giờ thì kín luôn, không thể về nữa các bạn. Phải góc chết rồi. Tóm thôi. Tham lai 6x tới từ cái thủ chim sẻ. Ăn thêm bỏ quả. Ăn thêm con voi. Ok. Lực vẫn đang rất là khỏe trong trận đấu này. Thêm những chiếc nhà trình mới bung ra để có thể khai thác gỗ và bắt hết cung bắt hết những cung rờ của Sài Long là xong. Đây, anh ấy có vài dân đã vẽ ruộng nhà nữa. Sài Long chạy dân cũng khéo nhở, bây giờ chạy nhiều dân phết đấy. Tham đè 64 rồi, bỏ quả. Ok, bé cố lên sẽ đấy à, chạy quả rồi anh ơi, chạy luôn rồi, chắc chắn là phải chạy rồi. Hướng quân của bạn đi về 3 giờ này chắc chắn là phải chạy rồi. Lúc này thì thôi, xích cổ em. Quân nở ra nhà kìa. Ghê nhỉ. Rồi ok. Có một dân trong này thì kệ thôi. Và bắt quân là chính anh em ạ. Là chỉ tập trung bắn quân với bạn thôi. Anh đốt ra. Anh đốt xong thì anh cũng chạy ra ngoài thôi anh ạ. Đốt xong chỉ đứng ở trong này thì không đi đâu được cả. Quýt. Tham lai 76 đến thủ chim sẻ. Bắt nốt tân cung R này của thủ Sẻ Long. Xong lại dân. Vé lại ruộng. Có rất nhiều những móng ruộng đến thủ chim sẻ. Và bắt hết quân của Sẻ Long trong nhà mình rồi. Tham sẽ càng đánh càng nè thôi. Rồi chúng ta có thể tự tin đi quân. Thoải mái. Nó quản mỏ quả bên ngoài. Rồi, chạy. Chìm lợn tí anh em nhá. Đây, bắt đôi cung R này. Ra đứng kê mặt này thôi. Can trôn đầu xong dân đi. Cho nó đẩy. Khỏe re luôn đúng không anh em. Rất nhiều những cơ sở đến cái thủ chim sẻ rồi. Ở đây cung R sẽ lòng. Nhìn thấy quân của sẻ thì sẽ chạy thôi. Rồi chúng ta ốp A rồi bạn thêm tập nữa để kết thúc trận đấu này cái. Bản đồ của chúng ta rồi. Tầm này đi quản động được. Không cửa thua đúng không anh em. Chặt. Sẻ Long đã nở thêm một vài cung R nữa. Mặt nhà bây giờ mình vào đây là cung R của anh ấy. Đơn dân đi ăn hoàng. Sẻ Long cũng đã bị tóm. Không cửa thua. Tỷ số sẽ là 2-1 dành cho anh thủ chim sẻ nắng ở trong kèo xe. Tầm này thì khó cho Sẻ Long quá rồi. Bài này thì ra lao vào nhà đội bạn bắn khoai ruộng lần nữa thôi là đội bạn hết lực. Ồ, quả lại bị quản kìa. Đây là cung R của anh thủ Sẻ Long. Đi vào từ mặt 9 giờ cho nó rộng rãi thoáng mát. Đỡ phải trèo dốc. Rồi, bắt nốt tân cung R này cũng sẽ long thôi. Tham lai 81. Đánh cứ nhắc cờ lờ. Ok anh nói thế mất quan điểm quá. Rồi phải trách nhiệm với đồng tiền của mình chứ anh. Rồi sẻ thua đây em mất 150, anh có bù với em không? Anh lại còn chửi em. Phải nhắc chứ. Bắt nốt mấy con cung R với bạn thôi. Ruộng đường vẫn đang rất là ok. Tới từ cái thủ chim sẻ. Ốp A sẽ long tập nữa. Cung R sẽ long cũng có tụ lại cũng được khớ khớ đấy anh em nhờ. Nhiều phết đấy chứ. Đấy, dưới này có mấy con. Nếu mà không đi ra ngoài bắt được. Ấy à. Sẽ Long bị lao góc 6 giờ chim sẻ nhưng sẻ 7 e rồi. Đây cung R Sẻ Long. Tài sẽ hơi mất tay điều rồi một chút mà Sẻ Long trận này cũng lì phết anh em nhờ. Khá là lì đấy. Rất lì đấy cái thủ Sẻ Long. Tách mấy con và bắn nốt cái khoanh ruộng chính của đội bạn cho xong luôn ông cụ. Rồi ok. Hết rồi. Có thể vẫn đánh nhờ. Thế thấy con ở đâu mà vẫn đánh nhờ. Anh Giai ơi. Vâng, Sẻ Long vẫn đang rất lì ở trận đấu này mà tôi đã thấy là không còn cơ sở, còn mỗi khoanh ruộng chính ở nhà. Ea thì quân chết toe loe rồi. Bo lại nhà để cho anh thủ chim sẻ. Tham lai. Tham đè lắm rồi anh ạ. Cảm ơn anh Kiên với 50 sao của anh thủ chim sẻ nhá. Hello anh. Mấy cái kèo anh em mình hẹn solo với nhau lâu quá anh nhờ. Đây bắt nốt cung R này với anh thủ Sẻ Long rồi. Chẳng nghe ở đây nữa. Em vẫn cố cuốc thêm một dân của mình. Không, 3 giờ mình bo hết rồi làm gì có 3 giờ đâu anh em. Đội bạn giờ chỉ còn ở nhà chính thôi. 3 giờ mình ôm nửa bản đồ đây làm sao vào 3 giờ để có thể phát triển và ăn hoang được. Rồi, tụ tân to. Vâng, sẻ đang kêu mỏi tay rồi. Anh Long lì quá, không chịu quýt. Đây, gom một tân cuối rồi ốp thôi là xong rồi anh em nhá. Kết thúc rồi đấy. 20.000 anh em đang xem thì anh em trận này thắng được không ạ? Anh em nào tự tin là chúng ta có thể thắng trận này các bạn có comment số 1 trong chat cho em thấy được không anh em? 20.000 anh em đang xem này. Anh em ơi. Các cứu ơi. Thắng được trận này không anh em? Ôi tăng ham gì nữa anh, giờ xong dân là phát triển. Ôm nó từng cuối cho xong. Anh Long quá lì ở trận đấu này. Còn rất nhiều số 1 đang có những chat. Và mình nghĩ rằng sẻ cũng sẽ đáp ứng anh em với một trận thắng thôi. Tham lại là 100 tới cái thủ chim sẻ. Ôi, cái gì đây? Ô. À, giờ cái bài này nữa ra cơ à. Anh anh giỏi quá đấy. Chuyển sọc đơn để đi chọc dân tới từ Sẻ Long nữa. Chịu rồi. Vâng, anh chuyển nữa đi. Anh chuyển hẳn lạc đà chém cho nó đau. Sóng đơn này không đau đâu. Chuyển lạc đà chọc cho nhanh anh ạ.
Tham Lai đầu số là 90 đến từ cái thủ chim sẻ và sẽ làm chuyển sóc đơn để có thể chọc dân của chim sẻ nắng. Mà vẫn đánh không hiểu là còn cái gì không có những cây thế nhờ. Đi đâu? Các cụ ơi. Quýt thôi. Ok, và bây giờ mới chịu quýt tới từ cái thủ sẽ lòng và 2-1 dành cho chim sẻ nắng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay cũng chỉ thật đấy, không hiểu đánh cái gì nữa. Tham đè rúi rồi. Và anh cùng chờ đợi với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ